Ở Việt Nam, tình trạng sức khỏe bà mẹ và trẻ em tuy đã được cải thiện, nhưng tai biến sản khoa vẫn còn có sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng miền và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp lần thứ 24 diễn ra trong 2 ngày 14 và ngày 15 tháng 10 tại Hà Nội. Bộ Y tế cho biết hiện nay vẫn còn một thực trạng, đó là tỷ lệ thăm khám của bà mẹ và trẻ sơ sinh sau đẻ còn thấp. Việc sàng lọc phát triển sớm và dự phòng ung thư đường sinh sản chưa được triển khai rộng rãi. Khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước, trong và sau sinh, chăm sóc trẻ sơ sinh còn hạn chế. Trước thực tế đó, tại Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp, các chuyên gia bác sĩ đã tập trung thảo luận xoay quanh các chuyên đề như bảo tồn tử cung trong rau cải răng lược, tiếp cận tối ưu trong sản khoa hiện đại, chẩn đoán trước sinh, ứng dụng phẫu thuật bằng sóng siêu âm hội tụ. Đồng thời, hội nghị này cũng là dịp để Việt Nam nhìn nhận, xác định vị trí của mình trong khu vực và trên thế giới để có định hướng phát triển trong thời gian tới, để lãnh đạo các cơ quan bệnh viện chuyên khoa về sản nhi của các vùng, miền chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác quản lý, khám chữa bệnh, chăm sóc và phục vụ để nâng cao sức khỏe cho nhân dân, nhất là trong lĩnh vực sản phụ khoa, sức khỏe sinh sản.